Thưa quý vị và các bạn, với mục đích tăng cường quan hệ ngoại giao, tinh thần đoàn kết hữu nghị giữa hai nước Việt Nam và Nhật Bản, tạo điều kiện để sinh viên Việt Nam tìm hiểu về đất nước, con người, văn hóa, ẩm thực và cơ hội được đến du học tại xứ sở mặt trời mọc. Vào sáng ngày 27 tháng 10, Hiệp hội Giáo dục tiếng Nhật dành cho các quốc gia không sử dụng Hán ngữ kết hợp với Trường Đại học Đại Nam đã tổ chức lễ hội giao lưu văn hóa Việt Nam Nhật Bản lần thứ 9. Đây là một trong những lễ hội văn hóa Nhật Bản lâu năm nhất tại Hà Nội. Hàng năm, Hiệp hội Giáo dục Zealand đều tổ chức đoàn các trường đại học cao đẳng, trung học phổ thông trên toàn quốc tới Nhật Bản tham quan và học hỏi môi trường giáo dục tiên tiến của các trường đại học tại Nhật Bản, đồng thời để quảng bá rộng rãi những nét đặc trưng về văn hóa ẩm thực và đất nước Nhật Bản tới các bạn học sinh sinh viên Việt Nam. Hiệp hội đã kết hợp với các trường đại học tổ chức lễ hội giao lưu văn hóa Việt-Nhật. Hiệp hội Giáo dục Zealand mong muốn mang đến một nền giáo dục đại học chuẩn của Đại học Nhật Bản đến với các bạn sinh viên Việt Nam. Chúng tôi sẽ cử giảng viên các trường đại học tại Nhật Bản đến giảng dạy, đồng thời đảm bảo 100% việc làm cho các bạn học sinh sinh viên sau khi tốt nghiệp. Lễ hội năm nay được tổ chức với nhiều hoạt động phong phú dựa trên chủ đề kết nối hai quốc gia, kết nối hai nền văn hóa. Các hoạt động trải nghiệm văn hóa Nhật Bản như hóa trang cosplay, mặc áo kimono, ẩm thực Nhật Bản, sôi động hấp dẫn và đậm đà bản sắc văn hóa đã cuốn hút đông đảo các bạn sinh viên tham gia. Ngoài ra, các bạn sinh viên còn có thể tìm kiếm được nhiều thông tin bổ ích về du lịch, học tập, công việc, giao lưu hợp tác với đất nước Nhật Bản ngay tại các quầy thông tin. Quan hệ đối tác chiến lược sâu rộng giữa Việt Nam và Nhật Bản đang ngày càng phát triển rất là tốt đẹp và có thể nói là tốt đẹp nhất trong lịch sử phát triển của quan hệ hai nước. Mối quan hệ này phát triển mạnh mẽ và sâu rộng và ngày toàn diện thực chất trên mọi lĩnh vực. Thì những cái quan hệ tốt đẹp như thế thì tạo nhiều cái cơ hội để hai bên cùng hợp tác, cũng như là trong đó là cái cơ hội để cho các bạn học sinh Việt Nam, các lớp trẻ, thanh niên trẻ Việt Nam học tập cũng như là làm việc tại Nhật Bản. Qua lễ hội này có thể truyền tải được văn hóa của Nhật Bản đến người dân Việt Nam, và thông qua các hoạt động của lễ hội thì chúng tôi rất mong muốn là đóng góp vào mối quan hệ giữa Việt Nam và Nhật Bản trong thời gian tới. Qua 9 năm tổ chức, lễ hội giao lưu văn hóa Việt Nam-Nhật Bản là dịp quảng bá hình ảnh đất nước Nhật Bản, mở ra những cơ hội học tập mới tại đất nước này đến đông đảo các bạn sinh viên Việt Nam.